Bây giờ chỉ khoảng hơn 7 triệu là các bạn đã có thể sở hữu được iPhone 10S Max rồi. Nghe mức giá bất ngờ đúng không? Đây là một chiếc máy đã ra mắt được hơn 4 năm đến từ nhà Apple. Và mình cũng đã có những cái video ở trên TikTok làm về chiếc máy này. Và mình chê rằng thiết kế của nó bây giờ đã lỗi thời rồi, nhưng mà vẫn dễ dàng cầm nắm. Và mình cũng đã bị gặp khá nhiều gạch đá từ câu nói đấy. Các bạn ấy bảo rằng là thiết kế này nhìn vẫn sang, vẫn đủ tốt, và có rất rất nhiều bạn vẫn thích cái thiết kế kiểu như thế này. Ok, thì cái này nó là mỗi người một ý, 9 người 10 ý thôi. Không thể nào mà tất cả mọi người chúng ta đều có một cái trải nghiệm và đưa ra được những cái quan điểm giống nhau. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về iPhone 10S Max ở thời điểm hiện tại, xem nó như thế nào, nó có còn đáng mua hay không, và hiệu năng khi mà chúng ta trải nghiệm chơi game trên con này tầm này là ra sao nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Đừng quên để lại một like và một subscribe đón chờ những video mới nhất đến từ mình. Tất nhiên với mức giá hơn 7 triệu dành cho con iPhone 10S Max này á, thì nó sẽ là mức giá dành cho phiên bản 97% như mình đã tham khảo tại 24 giờ store. Còn nếu như các bạn muốn có chiếc máy với ngoại hình đẹp hơn đôi chút thì chúng ta có thể tham khảo phiên bản 98% hoặc là 99%, thì nó sẽ chênh khoảng tầm là 1 triệu đồng so với phiên bản 97% này. Nhưng mà nếu như các bạn chấp nhận được cái vấn đề đó là xước một tí thì chúng ta đeo ốp, màn hình xước một tí thì chúng ta dán cường lực để che khuyết điểm, thì ok, đấy vẫn là một cái số tiền mà chúng ta có thể tiết kiệm được để các bạn có thể mua được những cái bộ sạc nó chất lượng hơn, hay là mua những cái phụ kiện tốt hơn dành cho chiếc máy này. Quay trở lại với chiếc iPhone 10S Max mà mình đang có ở đây thì nó chính là phiên bản 98%, mình vừa mới bóc cái tem 98% vứt ra ngoài kia. Thì chiếc máy này nó cũng sẽ có một vài những cái điểm nó đã bị ảnh hưởng ở cái phần ngoại hình, như là ở phần dưới đáy nó sẽ bị hơi nhăm nhăm nhẹ một tí, và trên phần kính ở phần mép này thì nó cũng sẽ bị chầy nhẹ, nó gọi là cấn một tí ở trên phần kính. Nhưng mà tổng thể ngoại hình thì nó vẫn đẹp, mặt lưng thì không có xước, hay là màn hình ở trên đây, cái phần chính mà cái phần chúng ta nhìn vào phần hiển thị ấy, thì nó cũng không có để lại cái vết chảy xước gì. Thì đây cũng là cái điểm mà mình cảm thấy rằng cái phiên bản 98% nó cũng đã đủ ổn để cho các bạn có thể mua, chứ chúng ta không nhất thiết là phải mua phiên bản 99%. Với thiết kế mặt lưng của iPhone 10S Max ở thời điểm hiện tại á, ai nói nó sang thì nói, ai nói nó vẫn còn đủ mới mẻ và đủ tinh tế thì nói. Nhưng mình thì vẫn nói đây là một mặt lưng nó đã mang một cái dấu ấn của thời gian, nó đã lỗi thời theo một khoảng thời gian mà nó ra mắt, tức là lên tới là 4 năm rồi đó các bạn. Nếu như mà cái chiếc máy này nằm ở cái thời điểm này thì nó chính là một con máy thuộc dòng Pro. Ngày đó thì chỉ có iPhone 10R, 10S và 10S Max, chứ chưa có phân cấp ra là iPhone thường và iPhone Pro. Thì con này nó chính là con máy thuộc dòng Pro. Và các bạn sẽ thấy đi, nó sẽ có gì? Khung viền thép, nhưng mặt lưng á thì nó là mặt lưng bóng, và cụm camera thì cũng sẽ chỉ là một cụm camera bé tí và nằm gọn bên một góc mà thôi. Nhìn thì nó cũng đủ đẹp, nhưng mà nó đã thiếu đi cái sự Pro so với những con máy hiện nay. Và như vậy thì nó cũng đã có một cái phần gọi là lỗi thời ở trên đây rồi. Như vậy thì mình nói nó lỗi thời, đâu có xài đâu không ạ. Nhưng bù lại được một cái điểm đấy là với cái thiết kế giống như thế này, vẫn là viền cong, vẫn tròn tròn như thế này, nó lại mang lại cho chúng ta một cái cảm giác cầm nắm rất là tốt ở trên đây, khi mà chúng ta cầm ở trong tay như này. Đấy, tốt đúng không bạn? Chứ làm gì có gì để chê đâu. Với kích thước màn hình là 6,5 inch được trang bị trên chiếc iPhone 10S Max thì mình thấy nó hợp lý hơn rất nhiều so với kích thước 6,7 inch hiện nay trên những chiếc iPhone dòng Pro Max, bởi vì nó mang lại chúng ta một cái không gian đủ tốt để có thể dùng, mà nó cũng mang lại một cái tổng thể đủ tốt để chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm trên một chiếc máy lớn. Hay, giá như mà dòng Pro Max bây giờ vẫn dùng 6,5 inch thì mình sẽ thấy là nó ok hơn, bởi vì nó đã to rồi, xong rồi thêm viền vuông nữa, đúng không ạ? 6,5 inch là ngon. Và cái màn hình này thì nó cũng đủ cái công nghệ để cho các bạn có thể có những trải nghiệm tốt, như độ nổi khối rất cao, tương phản tốt, góc nhìn rộng, và chúng ta cũng sẽ có độ sáng cực kỳ tuyệt vời để có thể sử dụng ở ngoài trời. Tấm nền được sử dụng nó cũng có tên là XDR OLED, chủ yếu là chúng ta sẽ không có màn hình ProMotion mà thôi. Nó vẫn sẽ chỉ là 60Hz và chúng ta cũng chẳng thể đòi hỏi được gì nhiều ở một chiếc máy đã có 4 năm tuổi đến từ nhà Apple. Và ở thời điểm mà chiếc máy này ra mắt thì hình như chưa có máy nào có màn hình vượt qua 60Hz. À, hình như có mấy con của Sharp gì vậy. Nói chung đây vẫn là một cái màn hình đủ tốt để có thể dùng. Tai thọ phía bên trên quen thuộc. Nói về hiệu năng của iPhone 10S Max đi, có thể nói đây là con máy vẫn đang giữ một cái độ ổn định và có một hiệu năng tốt nhất so với những chiếc máy ra mắt cùng thời điểm, đó chính là năm 2018. Các bạn cứ nhìn qua Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 đi, bây giờ hiệu năng của nó xuống cấp như thế nào, nó chán như thế nào, setting trong game của nó
hơi buồn một tí. Nhưng mình phải nói thật, đấy là setting trong game nó không được cao cho lắm. Và kể cả khi mà các bạn để ở mức setting cao nhất trong game mà các bạn chơi khoảng thời gian dài dài một tí thôi là sẽ thấy nó drop FPS trầm trọng. Thì với iPhone 10s Max nó vẫn thể hiện được cái sức mạnh ở cái thời điểm này. Như ở trong cái tựa game PUBG Mobile chẳng hạn, bạn vẫn có thể đẩy lên mức setting cao nhất và chúng ta vẫn có thể chơi mượt mà. Nhưng tất nhiên thì chúng ta vẫn sẽ phải có những giải pháp để có thể hạn chế được cái nhiệt độ của chiếc máy này. Thì đó, độ ổn định của nó giữ FPS tốt hơn. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn có thể thấy đây là chiếc máy ra mắt ở năm 2018 nhưng cho cái hiệu năng tốt nhất tới thời điểm hiện nay, đúng không bạn? Và đây cũng là chiếc smartphone duy nhất còn được hỗ trợ phần mềm từ 2018 cho tới bây giờ. Nên có thể thấy rằng là Apple luôn luôn làm một cái gì đó làm cho người dùng luôn luôn tin tưởng vào sản phẩm của họ. Còn với cái trải nghiệm hàng ngày thì thôi, nó mướt thôi rồi các bạn ạ. Bây giờ iOS 15.5 nó đã cải thiện được gần như là triệt để tất cả những vấn đề tồn đọng trên những phiên bản trước đây. Thế nên có iPhone 10s Max này nó rõ ràng có thể là đáp ứng được tất cả những nhu cầu của bạn từ sử dụng hàng ngày cho tới việc là các bạn sử dụng nó để chơi game. Vẫn là một cấu hình rất là đáng ngờ ở trong tầm giá đấy. Còn về camera trên chiếc iPhone 10s Max này á, có lẽ chúng ta không có nhiều điều phải nói bởi vì là có quá nhiều những cái bài đánh giá và mình cũng đã có một vài những cái bài chia sẻ về camera của iPhone 10s Max rồi, nên các bạn có thể xem lại. Bởi vì sao? Bởi vì camera nó không giống như hiệu năng. Camera ở thời điểm mà nó ra mắt như thế nào thì càng về sau nó càng có những thuật toán cải thiện thì chúng ta lại càng có những cái trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn, chứ nó không giống như kiểu là cái hiệu năng được trang bị, cái con chip được trang bị trong này. Ví dụ như thời điểm cách đây 1 năm trước nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn gánh được game bởi vì game khi đó nâng cấp chưa nhiều, và 1 năm sau game nâng cấp nặng lên thì cái setting của nó không đạt được cao nữa, nó không giống như hiệu năng. Camera trước đây như thế nào thì về sau nó chỉ có cải thiện dần nhờ phần mềm mà thôi, chứ nó sẽ không chụp xấu đi đâu. Và với một vài những bức ảnh mà mình cho các bạn xem ở đây, hình ảnh sáng, tương phản ngon và chi tiết tốt, chủ yếu là màu sắc thì nó sẽ hơi trung tính, các bạn sẽ cần phải kéo lại một tí nếu như muốn có một màu sắc nó sặc sỡ hơn, nó nịnh mắt hơn. Và chúng ta cũng sẽ có một cái trải nghiệm quay video không có điểm chê trên camera của chiếc máy này. Chủ yếu á, nó thiếu ở đây đó chính là thiếu camera góc siêu rộng mà thôi. Đúng thật, camera góc siêu rộng đối với mình nó là một cái gì đó không thể thiếu được. Khi mà mình muốn chụp ảnh với một cái khung cảnh nó rộng hơn thì chỉ cần một bấm, một chạm là đã có thể lấy được rồi, chứ chẳng cần phải chạy đi đâu hết. Thế nên thiếu camera góc siêu rộng nó là một cái gì đó hơi buồn ở trên chiếc máy này. Nhưng mà ở cái thời điểm mà chiếc máy này ra mắt thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái vấn đề, đấy là camera góc siêu rộng ngày đó vẫn chưa phải là quá chen, mà cho tới tận thế hệ iPhone 11 thì bắt đầu nó mới đu chen, nó trở thành những thứ không thể thiếu được trên một chiếc smartphone dành cho những người yêu thích du lịch. Ok, và trên đó là cái chia sẻ của mình về iPhone 10s Max ở thời điểm hiện tại. Cấu hình hiệu năng vẫn là một trong những thứ rất tốt khiến cho người dùng vẫn muốn sở hữu con iPhone 10s Max này. Và song song với đó, trải nghiệm cầm nắm tốt thì cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Mặc dù là như mình đã nói, nó cũng đã có phần lỗi thời. Còn các bạn thấy sao về iPhone 10s Max ở thời điểm hiện tại? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn click đừng quên là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube Long Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.